Phật có năng lực phổ độ tất cả chúng sinh hay không? Có. Năng lực gì? Là trì danh niệm Phật, chính là pháp môn này. Có thể làm cho tất cả những phàm phu phạm tội nghiệp cực nặng trong một đời được thành Phật. Điều này quá tuyệt vời. Tảo tận phàm phu thoái khiếp chi tâm, phổ linh chánh tính thử pháp, phát tâm niệm Phật, thừa Phật nguyện lực, tất đắc giảng sanh giả. Không có người nào là chẳng giảng sanh. Pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng. Gặp được là có phước đức lớn, có nhân duyên lớn. Bạn gặp được, bạn gặp được rồi, bạn có thể thành tựu được hay không? Thèn chốt ở chỗ thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Khi tiếp xúc, người này có thể tin, có thể giải, đó là thiện căn. Có thể tin tưởng, có thể lý giải. Phước đức là gì? Phước đức là thật tu, y giáo tu hành, nhất môn thâm nhập, một đời quyết định thành tựu. Đó là phước đức. Người này có phước đức lớn. Sau khi gặp được cũng có. Đây là thiện căn phước đức mỏng. Gặp được thì sao? Thì bán tín bán nghi, còn nghĩ rằng chắc là có một pháp môn nào đó hay hơn nữa. Người đó còn muốn quảng học đa văn. Là một hạng người. Còn một hạng người khác thì sự vật quá nhiều. Gia đình, thân tình, sự nghiệp không buông được. Việc tạp quá nhiều, không thể chuyên tâm, nên không thể thành công được. Đó là gì? Đó là không có phước, phước báo mỏng. Nhân duyên tuy thù thắng, nhưng một đời không thể thành tựu. Cũng có nghĩa là người này không buông bỏ, không nhìn thấu được. Tin tức tai nạn hiện nay cho chúng ta biết, bạn chỉ còn bấy nhiêu thời gian đó thôi. Bạn nghĩ thử xem, cái nào quan trọng hơn? Bạn có nên buông bỏ hay không? Dĩ nhiên cuộc sống là số một. Chỉ cần mình được ăn no, mặc ấm, với một căn nhà nhỏ để che gió chắn mưa là đủ rồi. Chúng ta giống như thập nhất vậy, 3 năm. 3 năm niệm đến công phu thành phiến là được rồi. Nếu như thân tình, sự nghiệp trói chặt, không buông bỏ được, cũng không sao. Bạn cứ xem như là nghỉ phép 3 năm vậy. Xin nghỉ phép 3 năm để nhập thất. 3 năm niệm đến công phu thành phiến. Hoặc là tai nạn này không có nữa. Hoặc là tai nạn này giảm. Mình còn lưu lại thế gian, tiếp tục lo việc thân tình, tiếp tục đi làm sự nghiệp của bạn. Được thôi. Đến khi nào thì bạn về thế giới cực lạc, bạn sanh tử tự tại, muốn đi thì đi thôi, bạn muốn sống thêm vài năm nữa,
cũng không sao. Điều này được, đó chính là thật sự thành tựu. Đầu tiên, giải quyết xong việc lớn, sanh tử của chính mình. Sau đó, thân thể này vẫn còn, thì lưu lại thế gian này, giúp cho chúng sanh, đó là việc tốt. Chẳng phải là không được, phải thật sự có bản lãnh này mới được. Chân tướng sự thật và chân lý của Phật Pháp cần phải thấu triệt. Không thấu triệt, có một chút xíu tai nạn, bạn đã không chịu được. Tâm ý hoảng loạn, sự tổn hại này rất lớn. Thật sự hiểu thấu triệt rồi, đừng nói đến những điều truyền ngôn, mà ngay cả sự thật phơi bày trước mặt, bạn cũng không hề kinh sợ, như bất động. Bạn không có vọng niệm, không có phiền não, không có khủng bố. Bạn có trí huệ. Trí huệ nghĩa là biết được phải xử lý cách nào, làm cách nào để hóa giải được tai nạn trước mắt. Có thể hóa giải được không? Chẳng có tai nạn nào mà không hóa giải được. Vấn đề ở chỗ bạn có định lực, có trí huệ hay không? Chỉ cần bạn có đủ hai thứ này, thì mọi vấn đề chắc chắn giải quyết được. Trong hai thứ này, thì định lực là công phu của người tu hành. Trí huệ là báu vật của đức tánh. Nó từ đâu mà có? Từ trong định mà có. Nó chẳng phải do học mà có. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí huệ của Như Lai. Phía sau là đức tướng. Cho nên đức năng là năng lực có được từ trí huệ. Tướng hảo đều là tự tánh sẵn có. Thì làm sao không giải quyết được vấn đề? Làm gì có lý đó? Chẳng những có thể giải quyết được tai nạn của địa cầu, mà những tai nạn tinh hệ trong vũ trụ vẫn có thể giải quyết được. Hệ mặt trời có vấn đề, hệ ngân hà có vấn đề, đều có thể giải quyết. Chẳng có gì là không giải quyết được. Pháp Thân Bồ Tát nhìn thấy những sự việc này, thấy là chuyện bình thường, là chuyện nhỏ. Nếu chúng ta muốn học năng lực này, thực tế mà nói, Đạo Phật dạy chúng ta chính là dạy chúng ta năng lực này. Năng lực này chính là công phu tu tập của chúng ta. Tu đến Pháp Thân Bồ Tát. Vừa rồi có nói, tinh hệ xảy ra sự cố, thì bạn có cách để giải quyết vấn đề. Nếu không có năng lực lớn như thế, mà chỉ có chút công phu nhỏ, thì chỉ giải quyết được vấn đề an toàn của tự thân, giải quyết được việc gia đình chúng ta, giải quyết việc xã hội nơi chúng ta cư trú, thì đó là chuyện quá dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Dùng phương pháp nào đây?
giảng kinh dạy học. Có hiệu quả không? Có hiệu quả. Vì sao vậy? Vì giảng kinh dạy học giúp người giác ngộ, giúp người hiểu được chân tướng sự thật trước mặt. Chỉ cần chúng ta không mê, chỉ cần chúng ta buông bỏ phân biệt chấp trước, thân tâm chúng ta phục hồi lại bình thường, khỏe mạnh, thì nơi chúng ta ở, tất cả mọi tai nạn đều không xảy ra. Nó cũng phục hồi lại bình thường. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu, người có phước ở nơi có phước. Đầu tiên, chính bản thân mình phục hồi đến chỗ không tạo ác nghiệp là tu phước. Chỗ chúng ta ở, mọi người đều tu phước, ai cũng là người có phước hết, thì môi trường chúng ta sinh sống đương nhiên là có phước, cho nên gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Phong thủy theo tâm con người mà thay đổi. Bạn đã hiểu chưa? Các nhà phong thủy thường nói hai câu đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Nhà phong thủy nói thế nào? Nói rằng người phước ở đất có phước, đất phước người có phước ở. Ở chỗ này phong thủy không tốt, người có phước sống ở đó thì 3 năm sau sẽ trở thành tốt. Ở chỗ đó phong thủy rất tốt, con người tâm không tốt, chỗ họ ở 3 năm sau phong thủy sẽ thành không tốt. Đó là những điều nhà phong thủy nói, không dối gạt đâu. Cái lý của nó giống như cảnh tùy tâm chuyển. Ở trong Phật Pháp, cảnh là môi trường cư trú. Cho nên chúng ta phải làm cho những tai hại tự nhiên được tiêu trừ, không gì khác hơn là tu phước. Mọi người đều tu phước, tu thiện tu phước, thì vấn đề sẽ được hóa giải.